đàn bà như cánh hoa tươi, nở ra chỉ được một thời mà thôi. sắc đẹp của chị em phụ nữ vốn rất ngắn ngủi và vô thường, nay còn xinh đẹp, ngày mai bỗng trở nên xấu và già nua, mà nhiều khi mình không thể nhận ra được. khi ta còn đẹp còn quyến rũ thì đàn ông còn theo đuổi, chồng còn yêu thương, khi ta xấu đi nhanh thì ai cũng sẽ rời bỏ ta, cả xã hội sẽ không còn tôn trọng ta nữa. là phụ nữ chúng ta phải xinh phải đẹp thật lâu. trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ nói về giá của kem trị nám Melasma, là dòng kem trị nám khá là được nhiều người mua và tin dùng trong nhiều năm qua. Melasma là sản phẩm chưa bao giờ hết hot, vì tình trạng nám da của chị em mình không hề dễ dàng để đánh bay và ai cũng ít nhất một lần trong đời bị nám da cả. Giá của kem trị nám melasma phải nói là loạn luôn, từ rẻ cho tới đắt tiền đều có cả. Thậm chí nhiều khách hàng còn mua phải hàng nhái với giá cao ngất ngưởng nữa. Vì thế mà shop mình làm video này mong là giải đáp được phần nào cho những bạn nào đang tìm mua kem trị nám melasma này nhé. Bên mình là shop bán hàng, có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. chắc bạn cũng sẽ có thắc mắc tại sao kem trị nám melasma nếu tìm trên mạng lại có nhiều mức giá khác nhau. Một trong những lý do dễ biết nhất, đó là do trên mạng người ta bán đủ loại kem trị nám melasma khác nhau, từ hàng giả nhái đến hàng thật lẫn lộn. Bạn sẽ thấy có nhiều người bán với giá chỉ có chưa đến 100 ngàn đồng, còn những người khác lại bán đến hơn mấy trăm ngàn luôn. Giá của kem melasma chính hãng thường từ 250 ngàn đồng. Nếu như giá rẻ quá thì chắc chắn gần như là bạn đã mua phải hàng giả rồi. Vì kem trị nám melasma hàng thật, với chất lượng tốt thì không thể có giá rẻ được. Còn nếu bạn không biết mua chỗ bán hàng đúng giá, thì có thể mua mắc tiền. Thành ra bạn lại bị mua hớ mất khá nhiều tiền. Nếu bạn là người có nhiều tiền thì không phải suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần mua hàng chuẩn là được, còn nếu không có nhiều tiền thì mình nên cân nhắc, vì kiếm tiền đâu có dễ dàng gì. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là, không phải cứ mua kem trị nám mê lát ma đắt tiền là mua đúng hàng thật đâu. Vì có nhiều shop lớn họ vẫn trộn cả hàng thật lẫn lộn với hàng giả để kiếm lời. Hoặc có nhiều người không biết cách phân biệt hàng thật với hàng giả, nên cứ bán giá cao để đánh vào tâm lý người mua, là họ sợ mua phải hàng rẻ tiền là hàng giả vì thế khi mua hàng bạn nên tìm hiểu cách phân biệt hàng thật giả trước, sau đó hãy tìm mua ở những nơi uy tín để chắc ăn hơn. Bên dưới video này shop mình có để link video cách phân biệt hàng thật và giả mới nhất nhé. Kem trị nám melasma hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn. Xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Melasma hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.